Tháng 1 năm 2022 là tháng cận Tết Nguyên đán, nên hoạt động thương mại trong nước, vận tải và du lịch đều tăng so với tháng trước, trong khi đó hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa giảm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 1 năm 2022 ước đạt 470,7 nghìn tỷ đồng, tăng 6,7% so với tháng trước và tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước. Dẫn tải hành khách tháng 1 ước tính đạt 165,3 triệu lượt khách vận chuyển, tăng 15% so với tháng trước. Luân chuyển đạt 6 tỷ lượt khách, tăng 20,3%. Dẫn tải hàng hóa tháng 1 ước đạt 157,9 triệu tấn hàng hóa vận chuyển, tăng 3% so với tháng trước. Khách quốc tế đến nước ta trong tháng 1 ước đạt 19,7 ngàn lượt người, tăng 14,9% so với tháng trước và tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó khách đến bằng đường hàng không là 17,4 ngàn lượt người, chiếm 88% lượng khách quốc tế đến Việt Nam, tăng 56,2% so với cùng kỳ năm trước. Đường bộ đạt 2,3 ngàn lượt người và bằng đường biển 10 lượt người.